Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của HD Radio. Chuyện là như thế này, hồi tối em đang ngủ thì có một anh khách có tên là Hùng ở dưới Long An gọi đến HD Radio nói rằng: "Em ơi, anh có hội trường rộng tầm khoảng 200m², nhu cầu là vừa thuyết trình vừa ca hát, em có thể tư vấn cho anh một bộ dàn nào hợp lý không?" Em liền bảo: "Ok anh ơi, có luôn anh. Anh chỉ việc ngồi yên, còn lại công ty em sẽ lo cho anh tất tần tật anh nhé." Và rồi anh chốt ngay trong đêm luôn. Và bên mình cũng đã lên đơn cho anh ấy một bộ combo hội trường đầy đủ các thiết bị. Và không để anh ấy chờ lâu thì sáng hôm sau, đội ngũ của HD Radio đã tiến hành xuất hàng, kiểm tra hàng và đưa hàng lên xe, tiến hành xuất phát xuống để lắp đặt cho anh Hùng. Đấy, và mọi người có thể thấy ở đây thì tất cả các kỹ thuật đều hoạt động nhanh nhẹn, sôi nổi và tích cực ha. Và sau tầm khoảng hơn 2 giờ di chuyển thì mình đã có mặt tại địa chỉ của anh Hùng. Thì địa chỉ của anh Hùng là một trường mầm non Ngôi Sao Tương Lai, hiện còn đang xây dựng nha mọi người.
bạn đã đến với kênh YouTube của HD Radio. Thì hiện tại mình đã có mặt tại thành phố Tân An của tỉnh Long An. Thì tại đây các nhân viên của HD Radio đã vừa lắp đặt xong một cái dàn karaoke dành cho hội trường. Và mình xin phép làm cái clip này để giới thiệu trường này gồm có những cái thiết bị gì nhé. Thì các bạn có thể thấy ở đây thì những cái loa bên góc này thì các anh kỹ thuật của HD Radio đã treo bốn góc thì bốn con loa đó, với mã sản phẩm đó là Anlo E312 của nhà Wafadel này. Thì bốn loa góc này thì các bạn kỹ thuật đã treo tuy lên trần, trần trên là trần bê tông, thì như thế thì sẽ đảm bảo được sự chắc chắn của loa không rơi rớt. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu qua cái tủ thiết bị, tủ kỹ thuật. Thì các bạn có thể thấy đó là đầu tiên đó là cái mixer của Wafadel S, có mã là SL824USB. Đấy, và phía dưới chúng ta sẽ có là cái bộ quản lý nguồn giúp cho cái nguồn điện của mình hoạt động tốt hơn, hoạt động ổn định hơn, có mã là S803. Đấy. Và cái tiếp theo đó là cái đầu của mixer, bộ mixer với mã đó là BLX88 và hai tay mixer các bạn có thể thấy trên này là SM58. Đấy, tay mixer. Rồi. Để việc hát karaoke của các bạn dễ dàng hơn thì bên mình có trang bị cho anh khách đó là một cái đầu việt ca. Đấy, và cái màn hình phía bên này. Màn hình việt ca phía này. Đấy. Rồi, tiếp theo không thể thiếu khi các bạn hát, để cho cái effect các bạn, cái giọng hát của các bạn nó mượt hơn, thì bên mình sẽ trang bị đó là con van số X9900 Pro. Đấy. Mình sẽ lấy effect từ cái con van này. Rồi, tiếp theo là ba con đẩy công suất CBD 3600 của nhà Wafadel. Này là cái tủ rắc 16 luôn nha các bạn. Đây. Không để các bạn phải chờ lâu thì các bạn cùng mình đi trải nghiệm cái bộ dàn này xem thử chất âm như thế nào nhé. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.